Thưa quý vị, ngày 7 tháng 10 tại Điện Elise, Paris, sau lễ đón chính thức, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tại cuộc hội đàm, hai lãnh đạo tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Pháp trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Tuyên bố chung Việt Nam-Pháp đề cập làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, trước những thách thức quốc tế, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, tăng cường quan hệ đối tác kinh tế nhằm phát triển trao đổi thương mại và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác vì phát triển bền vững và tự cường, và tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân. Sau đây, truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung của tuyên bố chung Việt Nam-Pháp. Trên cơ sở những thành tiệu hợp tác song phương đạt được từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, trên cơ sở sự tương đồng về mặt lợi ích và chia sẻ tầm nhìn chung thống nhất về việc tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 6 đến ngày 7 tháng 10. Hai nước cam kết thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng bình đẳng, chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi bên trên bình diện song phương hai bên cam kết duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao thông qua tất cả các kênh giữa chính quyền pháp với đảng cộng sản việt nam chính phủ quốc hội và chính quyền địa phương việt nam nâng cấp nâng cao hiệu quả và mở rộng các cơ chế hợp tác song phương pháp và việt nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong đó liên hợp quốc giữ vị trí trung tâm đồng thời tái khẳng định cam kết tuân thủ hiến trương liên hợp quốc đặc biệt là tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản đối với sự phát triển của mỗi quốc gia Hai bên cam kết tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, đặc biệt là ASEAN, quốc tế, trong đó có tổ chức quốc tế pháp ngữ. Pháp và Việt Nam tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở biển Đông cũng như cam kết đối với việc tôn trọng đầy đủ công ước liên hợp quốc năm 1982 về luật biển. Hai bên phản đối mạnh mẽ mọi hình thức đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và tự do hàng hải, hàng không không bị cản trở cũng như quyền đi lại không gây hại trên biển đông đồng thời ủng hộ các nỗ lực của khu vực nhằm đạt được bộ quy tắc ứng xử coc hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện công bằng và bền vững tại ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế và trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc hai bên tái khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc tôn trọng độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang đáng lo ngại của tình hình trung đông kêu gọi tất cả các bên liên quan giảm leo thang và hết sức kiểm chế lên án tất cả các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các hạ tầng dân sự kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững tại giải gaza phóng thích tất cả con tin cho phép vận chuyển quy mô lớn và không bị cản trở viện trợ nhân đạo Hai bên nhắc lại cam kết của mình đối với giải pháp hai nhà nước như giải pháp duy nhất nhằm bảo đảm một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Israel và Palestine cũng như bảo đảm sự ổn định trong khu vực. Đồng thời hai bên kêu gọi ngừng bắn tại Liban nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao phù hợp với nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hai bên cam kết phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng nhằm tăng cường năng lực tự cường phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Để đạt được mục đích đó, hai bên quyết định tạo động lực mới cho hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thông qua nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án mang tính cơ cấu. Hai bên mong muốn tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác tham vấn cũng như các hoạt động đào tạo theo các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là trong các lĩnh vực quân y, hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ cứu nạn. Đồng thời hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ ký ức sau chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quân đội Pháp nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ việt nam sẽ tạo thuận lợi cho các tàu quân sự của pháp cập cảng việt nam theo quy định của pháp luật việt nam nhằm phát triển hợp tác và trao đổi chuyên môn giữa hải quân và lực lượng cảnh sát biển hai nước hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác và đào tạo trong lĩnh vực an ninh chống nhập cư bất hợp pháp và buôn bán người hai bên cam kết tăng cường trao đổi thông tin trong hoạt động chống tội phạm đồng thời hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong bảo vệ người dân và tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hai bên tái khẳng định quyết tâm chung thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư trụ cột của quan hệ song phương hai bên nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệp định thương mại tự do việt nam eu bao gồm tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ về đầu tư hai bên tiếp tục thúc đẩy các dự án của hai bên tại mỗi nước nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch ổn định và có thể dự đoán được hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa việt nam mong muốn pháp sớm thông qua evipa Hai bên mong muốn phát triển và làm sâu sắc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ mới, đặc biệt thông qua các trao đổi về chính sách công và hoạt động đào tạo. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Pháp và các công ty của Pháp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị và đường sắt, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng, hydrogen phi carbon, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, logistics và cơ sở hạ tầng cảng biển, hàng không dân dụng và cáp ngầm dưới biển. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ hạt nhân dân dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Hai bên cam kết tăng cường và mở rộng phạm vi hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh, đồng thời hai bên mong muốn mở rộng hợp tác sang lĩnh vực khoáng sản thiết yếu. Trước các thách thức do biến đổi khí hậu, hai bên tái khẳng định quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra trong thỏa thuận Paris 2015. Hai bên tái khẳng định cam kết hướng tới sự cân bằng giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường trong khuôn khổ đồng thuận Paris vì con người và hành tinh, đồng thuận 4P. Pháp hoàn nghênh các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 và hướng tới việc loại bỏ sử dụng than đá. Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam đạt được các mục tiêu nói trên, đồng thời xây dựng được một mô hình kinh tế phát thải thấp, đặc biệt là thông qua khuôn khổ quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, GETP. Việt Nam ghi nhận và ủng hộ sáng kiến CTA, Code Transition Accelerator, nhằm phát triển các giải pháp để thúc đẩy thay thế nguồn năng lượng từ than đá, Pháp sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn lãnh thổ, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Hai bên công nhận vai trò thiết yếu của đại dương đối với hành tinh và khí hậu và cam kết sẽ làm sâu sắc hơn các trao đổi về chủ đề này trong khuôn khổ đối thoại hợp tác về biển, đặc biệt để bảo đảm thành công của Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ ba sẽ được tổ chức tại thành phố Nice vào tháng 6 năm 2025. Trên tinh thần đó, hai bên duy trì và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thủy hải sản bền vững, trên cơ sở các quy định hiện hành của quốc tế và eu giao lưu nhân dân là nền tảng trong quan hệ song phương hai bên cam kết thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước tạo thuận lợi cho hợp tác trong lĩnh vực văn hóa trong đó có di sản thể thao trao đổi giáo viên sinh viên và nhà khoa học cũng như cho giảng dạy tiếng việt và tiếng pháp giao lưu nhân dân góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đoàn kết giữa thanh niên và nhân dân hai nước đây cũng là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội hai bên cam kết tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực y tế tư pháp quản trị và nông nghiệp và vui mừng nhận thấy hợp tác giữa các địa phương không ngừng được củng cố căn cứ các nội dung của tuyên bố chung bộ trưởng ngoại giao hai nước có trách nhiệm phối hợp với các bộ ngành hữu quan xây dựng kế hoạch hành động trong thời gian sớm nhất nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên Trước đó, vào sáng ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương tại Paris, Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Yayan Braun Pivet. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình mà chính phủ và Quốc hội Pháp dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chúc mừng bà Yayan Braun Pivet tái đắc cử vị trí Chủ tịch Quốc hội và chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời bà sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Yayan Braun Pivet bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp. Đánh giá cao chương trình với nhiều hoạt động phong phú của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các lãnh đạo cấp cao của Pháp để cùng đưa ra các định hướng lớn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và nhất trí đưa mối quan hệ Việt Nam Pháp lên tầm cao mới, thúc đẩy tăng cường hợp tác và trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan lập pháp hai nước. Đồng thời, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư của hai nước cũng như của EU, ủng hộ Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam để đảm bảo sinh kế cho hàng nghìn ngư dân Việt Nam và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Pháp. Chủ tịch Quốc hội Pháp ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững và ghi nhận việc vận động EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Là đối tác GITP của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để kiều dân hai nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội và sự đa dạng văn hóa của hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Pháp gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ vào tháng 7 năm 2025. Sáng nay mùng 8 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2024 của thành phố Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Năm 2024 trong bối cảnh tình hình chung khó khăn và thuận lợi đan xen, đặc biệt là những diễn biến phức tạp bất lợi của tình hình chính trị kinh tế thế giới và thiên tai bão lũ, nhưng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, các cấp chính quyền và nỗ lực của nhân dân thủ đô, phong trào người tốt việc tốt đã được thành phố Hà Nội tích cực triển khai gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng với nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực sâu sắc, tạo sức lôi cuốn lan tỏa mạnh mẽ chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Trong 9 tháng năm 2024, kinh tế của thủ đô tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, khẳng định vai trò là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân đạt được kết quả tích cực. Chính trị xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế với các địa phương trong nước được mở rộng. Vị thế uy tín của thủ đô tiếp tục được nâng cao. Các công trình dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt. Trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của gần 700 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn cá nhân người tốt việc tốt của thủ đô, đặc biệt là 10 cá nhân tiêu biểu được vinh danh công dân thủ đô ưu tú. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào người tốt việc tốt của thành phố Hà Nội. Chúc mừng các đại biểu công dân thủ đô ưu tú và gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt thủ đô được vinh danh năm 2024 với tinh thần thủ đô Hà Nội vì cả nước, cả nước vì thủ đô Hà Nội, nhân dân cả nước luôn hướng về Hà Nội, Thủ tướng mong Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, bảo vệ môi trường, an ninh an toàn và hạnh phúc của nhân dân với triết lý phát triển của thủ đô. Những cá nhân đạt danh hiệu người tốt việc tốt, công dân thủ đô ưu tú được tuyên dương tại Hà Nội hội nghị ngày hôm nay thực sự là những bông hoa đẹp được xã hội yêu mến, quý trọng và tôn vinh tôi tin tưởng rằng sau hội nghị này các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt sẽ ngày càng phát triển có sức lan tỏa rộng rãi góp phần cổ vũ động viên toàn thể cán bộ đảng viên quân và dân hà nội vươn lên mạnh mẽ lập nhiều thành tích xuất sắc làm cho vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô hà nội ngày càng phát triển rực rỡ thủ tướng phạm minh chính tin rằng các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt sẽ ngày càng phát triển có sức lan tỏa rộng rãi góp phần cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và nhân dân hà nội vươn lên mạnh mẽ lập nhiều thành tích xuất sắc làm cho vườn hoa người tốt việc tốt của thủ đô ngày càng phát triển rực rỡ Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Lào từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10. Theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch ASEAN 2024 Sổn Sai Sĩ sì Phan Don với chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, Lào với hơn 20 hoạt động các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó có việc thúc đẩy hoàn tất đúng hạn các kế hoạch tổng thể năm 2025 và xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045 và các chiến lược triển khai trong giai đoạn tới, kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, nhất là về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng được quan tâm hiện nay, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 38 sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. cơ sở văn hóa. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 của Chính phủ. Tuy nhiên, có hai mục tiêu đặt ra đến năm 2030, phân đấu 100% các đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật thực hiện chuyển đổi số và 100% học sinh, học viên, sinh viên được tham gia giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ cân nhắc về tính khả thi của hai mục tiêu này. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với đề xuất đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, một số ý kiến lưu ý khi đầu tư cần tính toán phù hợp theo điều kiện thực tế và văn hóa đặc thù bản địa tại nước sở tại nhằm bảo đảm tính khả thi. Bên cạnh đó, còn một số ý kiến bày tỏ quan ngại về đề xuất trong kế hoạch nguồn vốn đầu tư cao nhưng sẽ khó trong thực thi vì sản phẩm văn hóa mang tính đặc thù, khó cụ thể hóa. Vì vậy, đề nghị Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục ra soát các mục tiêu, giai đoạn cụ thể hóa các nội hàm, từ đó thiết kế chương trình, kế hoạch đầu tư, bảo đảm tính khả thi trong huy động nguồn vốn, cũng như phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn lực của quốc gia. Ngày 7 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký ban hành chỉ thị số 37 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Chỉ thị yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo có tính ổn định trong nhiều năm để các nhà trường giáo viên, học sinh chủ động trong hoạt động ôn tập, dạy và học, tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật an toàn, có độ phân hóa đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh. Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo các bộ ngành địa phương, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sâu sát toàn diện tổ chức kỳ thi theo hướng giảm áp lực, giảm chi phí, ít tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội, bảo đảm độ tin cậy trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thời gian qua kỳ thi vào lớp 10 do các địa phương chủ động về số môn, thời lượng để thi, Bộ nhận thấy việc tổ chức không đồng nhất tạo ra bất cập trong việc kiểm tra đánh giá việc dạy và học. Vì vậy, Bộ dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông mới nhằm đưa ra một số tiêu chí khung cho cả nước. Theo kế hoạch của Bộ, giữa tháng 10 dự thảo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được công khai để lấy ý kiến người dân rồi ban hành vào tháng 11. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong 9 tháng của năm 2024, Việt Nam đã đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế và mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay là hoàn toàn khả thi. Thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Việt Nam đã đón gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 9. Lũy kế trong 9 tháng năm 2024, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tổng số 12,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng qua, Khách đến bằng đường hàng không đạt gần 10,8 triệu lượt người, chiếm 84,9% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng qua với 3,3 triệu lượt. Thứ hai là Trung Quốc đạt 2,7 triệu lượt. Riêng hai thị trường này đóng góp 47,8% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Tiếp đến là Đài Loan Trung Quốc với 954.000 lượt. Hoa Kỳ 579.000 lượt, Nhật Bản 529.000 lượt, Malaysia 375.000 lượt. Trong top 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Úc, Ấn Độ, Campuchia và Thái Lan. Việt Nam đặt mục tiêu sẽ đón khoảng 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế. Mục tiêu này được ngành du lịch đánh giá khả thi bởi đang bước vào mùa du lịch cuối năm với nhiều điểm đến hấp dẫn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, căn cứ vào diễn biến của dịch sốt xuất huyết trong tuần vừa qua, cho thấy Hà Nội hiện đang bước vào mùa dịch sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận, tuần qua thành phố ghi nhận 284 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 5 trường hợp so với tuần trước, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Sốt xuất huyết được ghi nhận ở 29 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn năm 2024 đến nay đã phát hiện hơn 3.800 trường hợp mắc số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới do bắt đầu vào giai đoạn cao điểm dịch sốt xuất huyết hàng năm. Bên cạnh đó, dịch sởi bắt đầu có xu hướng gia tăng, ghi nhận giải rác bệnh nhân trên địa bàn, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về dự án đầu tư đường sát tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Tại kết luận, Thường trực Chính phủ yêu cầu chậm nhất ngày 20 tháng 10 phải có tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến với vận tốc thiết kế 350 km một giờ, vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng, phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hội đồng thẩm định nhà nước trước ngày 10 tháng 10, Hội đồng thẩm định nhà nước hoàn thành thẩm định trước ngày 18 tháng 10, yêu cầu chậm nhất là ngày 20 tháng 10 phải có tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, tức là ngày 21 tháng 10. Thông tin từ Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này cho biết tính đến hết ngày mùng 3 tháng 10 đã hoàn thành việc giải quyết 15.800 hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai tồn động. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến hết ngày 3 tháng 10, ngành thuế thành phố đã hoàn thành việc giải quyết toàn bộ 15.800 hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất bị tồn động từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 21 tháng 9. Số hồ sơ đất đai mới phát sinh từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 là hơn 5.000 hồ sơ, trong đó Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết xong hơn 3.100 hồ sơ đất đai, hiện còn hơn 1.900 hồ sơ còn đang trong thời hạn giải quyết. Bộ Tài chính vừa hoàn tất lấy ý kiến về dự thảo luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính đề xuất quy định các trường hợp doanh nghiệp không được đầu tư vốn. Dự thảo luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp sửa đổi đề xuất doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp mà người đại diện sở hữu vốn tại doanh nghiệp đó là người trong gia đình. Doanh nghiệp không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, không được đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán trừ doanh nghiệp có chức năng đầu tư vào kinh doanh vốn nhà nước, kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, doanh nghiệp không được góp vốn cùng công ty con để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn Bộ Xây dựng vừa thông tin về việc giá nhà ở một số thành phố lớn đang tăng đột biến, cho dù thị trường giao dịch chưa thật sự sôi động. Đánh giá về hiện tượng này, Bộ Xây dựng cho rằng có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá nhà đất tăng cao, gồm lệch pha cung cầu, cầu lớn hơn cung nhiều, thứ hai là thổi giá, đẩy giá và thứ ba là do chi phí đầu tư, đầu vào của bất động sản tăng cao. Trước những bất cập này, Bộ Xây dựng kiến nghị chính phủ giao bộ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét Thí điểm mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý nhằm hạn chế rủi ro về giá và pháp lý cho người mua. Tiếp theo là một số thông tin về kinh tế ngân hàng mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 4 năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước công bố, có 15,9% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và kết quả này cao hơn tỷ lệ 11% tại kỳ điều tra trước. Cũng theo kết quả cuộc điều tra này, trong quý 4 năm 2024, các tổ chức tín dụng có xu hướng điều chỉnh tăng rất nhẹ mặt bằng lãi suất huy động và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp. Tính chung cả năm 2024, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm và mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ 0,09 điểm phần trăm so với cuối năm 2023. Ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư 48 quy định về việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư yêu cầu các tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi không được thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức, bằng tiền lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật. Theo số liệu từ Hiệp hội trái phiếu Việt Nam, lũy kế 8 tháng đầu năm nay có 227 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá hơn 215.500 tỷ đồng và 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá hơn 22.700 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành nhiều nhất đến từ nhóm ngân hàng chiếm hơn 72%, tiếp theo là bất động sản gần 19%, còn lại là ngành nghề khác. Số liệu cũng ghi nhận một số doanh nghiệp bất động sản huy động vốn bằng các đợt phát hành trái phiếu với lãi suất cao hơn nhiều công ty ngành nghề khác lên tới 12,5% một năm.